Trong những ngày đầu của tháng 6, chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho học sinh là quần chúng đoàn viên ưu tú của trường. Đây là những đảng viên trẻ tuổi nhất của chi bộ nhà trường, cũng là năm chi bộ nhà trường có số lượng học sinh là quần chúng ưu tú đông nhất được kết nạp vào đảng. Những nỗ lực cố gắng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng để kết nạp đảng viên mới đã giúp chi bộ trường khơi dậy tinh thần phấn đấu học tập, rèn luyện của học sinh, đoàn viên. Hôm nay em rất là vinh dự và tự hào khi được là một trong 7 bạn học sinh được kết nạp đảng. Ngày hôm nay và trong tương lai em sẽ luôn cố gắng hơn nữa để góp sức mình, cống hiến và xây dựng đất nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong khối trường trung học phổ thông của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung còn thấp, trong khi số lượng học sinh, đoàn viên ưu tú đủ điều kiện kết nạp còn rất lớn. Trước thực trạng đó, Đảng bộ các huyện, thành phố và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung thực hiện song hành hai mục tiêu về số lượng đảng viên kết nạp mới và tạo nguồn cho giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình phát triển đảng viên mới, các trường cũng thực hiện bảo đảm các quy trình quy định, đồng thời linh động tạo cơ hội cho các học sinh có điều kiện và mong muốn được tham gia, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng và kết nạp những học sinh tiêu biểu. Nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh học sinh của toàn trường, trong đó đặc biệt tới phụ huynh học sinh lớp 11 và rà soát các em có phẩm chất đạo đức tốt, học tập rèn luyện tốt, có ý thức phấn đấu và tham gia tích cực các hoạt động trong phong trào của nhà trường cũng như ở địa phương, và tiếp tục sẽ lựa chọn cho các em tham gia học với lớp nhận thức về đảng trong thời gian tới. Rà soát các em học sinh trong diện đủ các cái điều kiện để tham gia các cái lớp tập huấn bồi dưỡng các cái kiến thức, đặc biệt là các cái lớp bồi dưỡng về đối tượng đảng, làm sao mà chỉ tiêu của năm sau cao hơn năm trước. Việc kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông sẽ góp phần tạo dựng được những tấm gương có sức động viên cổ vũ đối với phong trào đoàn thanh niên của nhà trường, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong các trường trung học phổ thông, đồng thời giúp công tác giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên một bước. Do vậy, các trường cần có kế hoạch tăng cường công tác giáo dục chính trị cho học sinh và thông qua công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên trong học sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.